đoạn hình. Chỉ nắng xem đây còn một tiếng nhá, ở kia không phải nghe tiếng đâu. Mà nó được nhìn nữa, nhìn này chết hết đúng không ạ? Đây là cố tình này. Nó có thấy đoạn mình không? Có. Nó đừng cười, nó đừng cười. Lâm ơi, chết hết bây giờ. Đâu mày ôm không? Là chưa trở về nhá. Mày cái mặt nó kìa. Mày hẳn là mình chẳng làm. Không có rồi. Đi được không? Em kìa. Có. Đẹp hơn ngủ không? Hơi bị dữ sâu. Nó dữ sâu quá. Lên báo cho đây này. Dưới ngồi xuống. Bù duyên. Chéo dưới ngồi xuống. Nó cao hơn. Mày cao hơn chị nhá. Nhưng là không hơi thấp hơn em. Sao mới đi trong phim nhiều mà giỏi thế? Nó dữ sâu lắm. Không bình thường nó đã vậy rồi. Các bạn ơi, các bạn cứ cảm xúc thoải mái nhưng mà lại thôi. Có đóng hết rồi. Em ơi đừng cười, nó đừng cười. Lâm ơi chết hết bây giờ. Đâu mày ôm không? Là chưa trở về nhá. Ôi cái gì? Mày cái mặt nó kìa. Mày hẳn là mình chẳng làm. Không có rồi. Đi được không? Em kìa. Có. Đẹp hơn ngủ không? Hơi bị dữ sâu. Nó dữ sâu quá. Lên báo cho đây này. Dưới ngồi xuống. Bù duyên. Chéo dưới ngồi xuống. Nó không. Mày cao hơn chị nhá. Nhưng là không người thấp hơn em. Sao mới đi trong phim nhiều mà giỏi thế? Nó dữ sâu lắm. Không bình thường nó đã vậy rồi. Các bạn ơi, các bạn cứ cảm xúc thoải mái nhưng mà lại thôi. Nói nhiều quá nghe ồn nha. Đúng rồi, nói nhiều quá. Con cứ chị trong kia. Đừng lên nhà. Vâng. Ok, đi qua chụp rồi. Lên. Trật tự không có gì đâu. Trật tự nhá, chẳng hơn cả ông giờ đang ngủ trường. Ai cắt cái đứng này? Nghe được nha. Lãnh đạo, giám đốc khai thác bây giờ lắm rồi. Nhưng mà nói các bạn cứ cảm xúc thoải mái nhưng mà lại thôi. Nói nhiều quá nghe ồn nha. Đúng rồi, nói cao hơn nhiều quá. Con cứ chị trong kia. Đừng lên nhà. Vâng. Nhà không? Ok, đi qua chụp rồi. Lên. Trật tự không có gì đâu. Trật tự nhá, chẳng hơn cả ông giờ đang ngủ trường. Ai cắt cái đây đứng này? Nói đi. Nghe được nha. Thoải mái thôi nhưng mà lãnh đạo, giám đốc khai thác bây giờ lắm rồi. Nhưng mà nói một con cái miếng nghe nghe hết thôi đòn này hết thôi rồi hết đòn rồi bắt đầu là hết đúng hết không hết mình nói chung thôi chứ mình đừng có nói thì rầm ok đấy là mình nói đi làm theo phim đẹp mắt nhé con đẹp vì khách lại gì gì đấy làm cha các bạn ơi, là tại Lâm nhá, không phải tại mình nhá. Nghĩ thà mình làm cái tiếng chỉ sách thì những tiếng ở ngoài vô đây, nếu mà mình thu được luôn chắc là vui.
Đúng rồi. Các bạn cứ la thoải mái được.